Trấn Thành bức xúc về bình luận độc địa trong bài đăng mèo cưng rơi từ tầng 32 xuống đất qua đời. Mới đây vào sáng ngày 23 tháng 11, nam MC Trấn Thành đã đau lòng thông báo về việc chú mèo trắng nhà anh đã qua đời vì sự cố đáng tiếc. Theo đó, vợ chồng Trấn Thành đã chết lặng khi biết rằng thú cưng nhà mình đã rơi từ trên cao xuống vì đơn vị thi công đã lắp rào ban công kém chất lượng. Bài đăng này khiến nhiều bạn bè và khán giả không khỏi xót xa trước nỗi đau mà Trấn Thành và Harry Won phải đối diện. Với những người nuôi thú cưng và coi chúng như con cái thì khó có thể chấp nhận được tin buồn đau lòng này. Tuy nhiên, ở bài đăng thông báo tin buồn của Trấn Thành vẫn xuất hiện nhiều bình luận khiếm nhã, thậm chí là khó chấp nhận đến từ anti-fan. Theo đó, nam MC Trấn Thành đã vô cùng bức xúc trước một bình luận độc miệng với nội dung trù ẻo mẹ của Harry Won, khiến ai đọc cũng nóng mặt. Sau đó, nam MC thậm chí còn chụp lại bình luận độc miệng này và chia sẻ dưới bài đăng, đồng thời thể hiện sự bức xúc. Tôi không hiểu sao có những con người có thể thốt ra được câu nói này trong một hoàn cảnh như thế, mà là phụ nữ nữa chứ. Trấn Thành còn chụp lại trang cá nhân của chủ tài khoản và thể hiện sự gay gắt. Tôi thật sự sợ hãi tư duy của con người này. Nhiều khán giả cũng đã thể hiện sự bức xúc thay cho Trấn Thành khi phải đối diện với những bình luận độc địa một cách khó hiểu đến từ anti-fan. Khổ thân anh chị, nói cho thỏa sự ganh tị bản thân độc mồm độc miệng vậy thôi, chứ tới mình bắt đền thiên hạ loại này chẳng còn gì để nói. Trời, sao họ có thể thốt ra lời độc ác như vậy? Thường xuyên đối diện phải những ý kiến trái chiều từ khán giả, Trấn Thành là nam nghệ sĩ ít khi đáp trả lại những bình luận khiếm nhã. Tuy nhiên, trước một bình luận độc miệng mang tính trù ẻo sức khỏe của mẹ Harry Won, Trấn Thành vô cùng bức xúc và ngay lập tức thể hiện thái độ gay gắt. Cách đây ít ngày, Harry Won thông báo tin vui lớn khiến người hâm mộ Trấn Thành vô cùng vui mừng. Vừa qua, vào Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021, được tổ chức tối ngày 20 tháng 11 ở thành phố Huế, tác phẩm điện ảnh Bố Già của Trấn Thành đã mang về thành tích lớn. Đáng nói, Trấn Thành đã cùng nghệ sĩ Lê Giang, đại diện ekip Bố Già, tham gia sự kiện. Trong buổi trao giải, tác phẩm Bố Già đã đạt được hai giải thưởng lớn là tác giả kịch bản xuất sắc dành cho Trấn Thành và nam diễn viên điện ảnh xuất sắc dành cho Tuấn Trần, đảm nhiệm vai Quắn trong Bố Già. Không chỉ Trấn Thành mà Harry Won cũng đã chia sẻ thành tích của Bố Già trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh ông xã của mình lên nhận giải thưởng danh giá và đi kèm dòng trạng thái thể hiện sự tự hào của mình. Những bài chia sẻ của Harry Won đã nhận về được hàng loạt lời chúc mừng của khán giả khi đứa con tinh thần của Trấn Thành nhận về sự công nhận của giới chuyên môn sau những thành tích ấn tượng ở phòng vé. Có thể thấy Harry Won luôn đồng hành và ủng hộ con đường nghệ thuật của Trấn Thành. Trong thời gian gần đây, đứng trước những lời đồn đại không hay về hôn nhân, Harry Won vẫn thường xuyên chia sẻ các đoạn tin nhắn mùi mẫn và đầy tình cảm với ông xã của mình. Thêm vào đó, việc Harry Won báo tin vui về tác phẩm điện ảnh sản xuất đầu tay của Trấn Thành như một lời khẳng định về tình cảm của cô với ông xã ở thời điểm hiện tại. Trong thời gian vừa qua, Trấn Thành và Harry Won đã có khoảng thời gian khó khăn khi phải đối diện với những ồn ào liên quan đến vấn đề từ thiện. Theo đó, khi nhận về những tin đồn xấu về việc kêu gọi từ thiện, Trấn Thành đã đăng tải bản sao kê 1.000 trang lên mạng xã hội và khẳng định sự minh bạch của mình. Tuy nhiên, những nỗ lực của Trấn Thành vẫn bị khán giả thắc mắc, đặc biệt là khi cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng liên quan đến lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ. Chính vì vậy mà việc nhận về được một giải thưởng lớn giữa thời điểm nhạy cảm này không chỉ là một thành công lớn mà còn là nguồn động lực để Trấn Thành và Harry Won có thể trở lại hoạt động nghệ thuật với con mắt thiện cảm hơn với đại đa số khán giả. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của cặp vợ chồng nam MC luôn bị cư dân mạng soi mói, thậm chí là định hướng thông tin một cách tiêu cực. Cách đây ít ngày, phát ngôn của Harry Won về quan điểm độc thân bất ngờ được chia sẻ trong một diễn đàn hơn 600.000 thành viên. Cụ thể, bài đăng này đã trích lại một phát ngôn trong quá khứ của Harry Won về xu hướng độc thân. Bây giờ xu hướng độc thân rất nhiều, thời xưa đó là ế, còn bây giờ độc thân là tự do, là chủ động. Chính vì không chú thích rõ ràng nên nhiều người nhầm tưởng đây là phát ngôn hiện tại của Harry Won. Phần bình luận dưới bài đăng nói trên đã khiến nhiều người buông lời chỉ trích khi cho rằng Harry Won muốn độc thân giữa thời điểm Trấn Thành đang đối diện với nhiều ồn ào. Thực chất đây là phát ngôn được trích lại trong chương trình Chị Em Chúng Mình vào tháng 7 năm ngoái. Theo đó, với chủ đề độc thân, Harry Won đã đưa ra góc nhìn tích cực hơn về việc ế của chị em. Theo đó, Harry Won cho rằng hiện tại nhiều phụ nữ độc thân vì họ muốn tự do và chủ động độc thân. Cô cũng khẳng định rằng mình đã gặp được người đàn ông của cuộc đời mình và cho biết nếu không gặp được Trấn Thành thì cô vẫn muốn sống độc thân. Nếu không gặp được Trấn Thành, tôi vẫn muốn mình độc thân. Nữ ca sĩ còn cho biết hôn nhân của cô không có cảm giác xiềng xích vì gặp được đúng người mà cả Harry Won và Trấn Thành đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.